cao cải cá trái cây được tươi đi. Ai được tươi hơn? Cao cải cá trái cây được tươi đi. Đâu tươi đi. Cao cải cá trái cây được tươi đi. Trời ơi, trời sáng giờ luôn nè. Ôi, vậy? Nắng quá chị ơi. Nắng quá trời nắng. Hồi sáng em bán bên kia 90 á. Mới chạy qua đây. Kia 90 hả? Kia 90. Trời ơi, cái trời. Mua gì xuống đây, lượn đây luôn đi. Thôi bây giờ chị lấy cho chị chai dầu ăn nhỏ. Dầu ăn. Ừ. Rồi bớt một ngót. Trời ơi là trời. Khoan chai tương ớt đi. Ngớt phải không? Tương ớt. Ừ. Đúng rồi. Đúng không? Quá trời rồi. Thôi tính tiền cho chị luôn đi. Dầu ăn. Dầu ăn là 35 ngàn. Tương ớt 17. 17 với 35 là 42. Nó 52. 52 với cái kia thôi 3 ngàn thôi. Là 55 chẳng. 55 ngàn đúng không? Ăn ủng hộ đi. Anh ơi lấy 55 ngàn trả cho Liễu nè. Chị cà tím đi, chẳng đi 60 đi má. Hả? Cà tím nha. Không, nhà không ăn cà tím rồi. Lấy chẳng 60 đi. Cà tím ai ăn không? Ê. Mẹ Sáu đang tính làm lẩu mắm á. Ê, để dành. Ăn đi. Mẹ Sáu. Ôi, chẳng 60 luôn. Ôi là trời, khỏi kì kẹp, chị không ăn cà tím. Đó, đưa 55 ngàn trả đi. Bây giờ 55 nữa trời. Nè, có 55 ngàn trả 55 ngàn chứ trời. Cà tím á bên mẹ Sáu chuẩn bị là làm lẩu mắm đây, anh kinh vô đi. Sao? Sáng giờ đường thịt thà đâu bán được không? Được. Hả? Má trời, quá đáng nắng no vậy ha. Ừ, ăn gì cũng hổ đi. Riêng đi. Đeo diện cổ vậy? À, mới mua một cái bộ kiện. Gì? Mới mua bộ kiện. Là vàng xịa ở ngoài ấy bán hả? Tù lao má. Vàng ra vàng thiệt vậy, 24 đặt hãng chứ làm gì có vàng xịa má. Trời đất cô, bà bán vỏ có tiền mà mua vàng 24 mà đeo cỡ đó luôn đó. Rồi lỡ bà lặn xuống dưới rồi cái nó đi mất tiêu, cái mất toàn mất tiêu nguyên cái kiện luôn. Biết lao. Mua gì ủng hộ cho đi là không có mua rồi, mua như đó đủ rồi, đang đợi sáng có như đó à, đồ ăn sáng đợi quá trời lâu ra chợ tao mua. Đi đi. Ê liễu. Gì vậy? Kéo lại chị mua miếng đồ coi, đợi sáng giờ. Trời ơi bà nội ơi. Cho chị hai trái cà tím, chứ ký đường. Trời ơi là trời. Rồi để chị lượm cho. Lượm cái gì? Quá trời quá đất à. Thịt muối cho chị. Muối không? Thịt muối. Ê. Mà cái muối đợt trước em lấy ra đầu ha, nó chưa có ấy gì trơn á em. Nó còn mấy cái cặn không à. Đâu có gà. Muối hết bịch 2 ngàn đó má. Vậy hả? Nó 5 ngàn. Hôm bữa chị mua em muối cục mà. Đâu ra muối cục. Chị mua của ai trời. Ai mà biết đâu. Muối cục là đâu có bán đâu. Trời ơi. Còn mua gì nữa không? Chị. Không, nhiêu đó thôi. Nhiêu này đủ rồi. Rau củ đi. Rau củ mua cà tím được rồi chứ mua cái gì. Bà làm gì đó, cà tím làm cái gì? Vậy? Cà tím làm cái gì? Nhỏ này tao mua gì kệ người ta. Tao làm gì kệ người ta, tự nhiên cái bán mà hỏi nữa. Nấu cái gì? Nấu cái gì? Vậy? Nướng mỡ hành cho ông chồng ăn nè. Mỡ hành nè má. Chị đi không quên. Nè. Trời ơi. Có gì nữa không? Không. Đây nó giống như nó phóng phi tiêu vậy đó bà. Hai cái cà tím là 10 ngàn. Ừ. À, mịt muối là 5 ngàn. Mịt đường. Là 15. Cái đường 25. Ừ. Còn hành là cho chị. Hành. Cho chị chưa má ơi, trời nè. À 25 với 5 là 30, 30 với 10 là 40, 40 với 5000 hành là 45. Cái gì mẹ này cái chùm hành gì 5000 bà nội. Má ghẻ ra má, mua gì nữa không? Không. Là 45000 phải không? Chắc 50 đi. Mua gì nữa 50 bà nội. Gì đâu 50, có gì 5000 đưa chị đi. 5000 hả? Ê, nói chị ớt đi. Rồi. Trời 5 ngàn nữa nha. Rồi, rồi 50 chẳng. Rồi 50, đợi chị vô chị lấy tiền cái. Thôi chị trả tiền nè. Ê chị Dục với em chụp được không? Nè, mày ra đây mày mua nè. Dạ hả? Ờ, đâu mang cho tôi luôn đi. Trời ơi, tôi kêu chị hồi sáng á là canh em. Rồi cái kêu qua là rồi mua đồ. Chị mới kêu luôn nè. Hồi sáng chở một giỏ là thẩm luôn đó. Bây giờ cái hết rồi, bán hết, gần hết đó. Đồ tươi, bây giờ mua đồ, nói thẳng cái đồ về này không còn tươi nữa nha. Mua bắp cải về làm gỏi, gỏi gà. Mua gì? Hành ngò đi ha chị. Hành ngò phải không? Hành đi. Rồi ngò đúng không? Rồi ngò. Ngò đâu quên. Hết ngò hay gì rồi, má ơi. Ngò. Thôi để hồi ra bà tắm luôn mua mẹ. Dạ. Ê có con hổ, có con thơm lấy không? Rồi lấy đi, lấy con thơm đi. Lấy luôn đi, rồi, tự chụp nha. Rồi, ừ. Rồi thêm chai nước mắm đi. Chai nước mắm không? Chai nước mắm.
u là rồi. Trời cái gì vậy, đúng không? Một chai thôi bà, một chai thôi. Rồi cái gì thêm gỏi rồi mình lấy gì ăn nữa ta? Nhớ được rồi, đúng không? Mỗi luôn một ngọt nhà có đủ rồi. Ở nhà có gì ấy gì chưa, nấu gì, nấu cái gì? Nấu đám này, nấu đám đám mà nấu đám gì mua xịu vậy? Mua làm gỏi với lại thêm cái lẩu mà không biết mua cái gì thêm nữa nè. Đi nhà có đường mỏng gì chưa? Chưa, tính ra đi mua nè, đợi bà rồi. Nè đường luôn gì rồi. Nữa thôi nè. Ờ tỏi hết. Cà chua thấy không? Cà chua nấu lẩu hả? Có, mình mua cà chua, cà chua. Nhiều chảy đây. Hả? Con đi con gì đó, nhiều lấy luôn đi. 7 tạ 700 gram à. Rồi tính tiền luôn đi. Nấu đám mà nấu nhiều nhiều. Rồi tính tiền. À, cái bắp cải á, là 25 ngàn ừ. Cà chua 15 40. Là 40. 25 đường nữa là 65 à. 65 với 5 ngàn hết nữa 70. 70 cho đất mắm 15 85 với kia hơn 5 ngàn thôi. Rồi 90. Rồi. Rồi trả tiền nè. Quên, bé chỉ lộn với nước mắm tới 25 ngàn rồi. Là chẳng trăm luôn rồi đó. Chẳng trăm luôn nè. Rồi ok, rồi. Cảm ơn nha. Mua gì nữa không? Dạ không. Không. Rồi cảm ơn nha. Ừ. Rồi. Như đó đủ rồi. Đi đi nha. Rồi, rồi. Cảm ơn nha. Ngày mai nhớ sớm sớm nha bà. Ai rau cải cá đầu tươi đây. Ai rau cải đầu tươi đây. Mua gì chị ơi? Vừa bán sao vậy? Vừa hả? Ừ, trái 10 10 ngàn hả? Ừ. Nước nhiều không vậy? Hả? Nước nhiều không? Không biết. Bán không biết nước nhiều không hả? Ừ, má. Nước trái vừa tôi biết cái gì hết má. Cảm ơn. Lấy chị hai trái đi. Trái vừa phải không? Ừ. Mẹ, từ từ mẹ. Trời ơi, đại trái sống kìa. Đọc cái sông bây giờ. Ôi, cái sùng để coi. Rồi cái xong bây giờ là sống quá trời. Ủa hai mẹ con hả? Dạ. Rồi hai trái đi. Này đóng sao nó gãy hoài à. Rồi đúng rồi, trái nó đi. Nhiêu hả? Hai chục hả? Ừ. Ủa? Mua gì nữa không chị? À dầu ăn lít nhiêu ạ? Dầu ăn hả? Ừ. Dầu ăn á là can bự thì 20, can bự là 50, còn cái nhỏ 25. Can bự 50 lần hả? Ừ. Đâu, lấy chị coi hiểu gì được coi. Dầu ăn. Mà hai mẹ con này bán con nó. À. Ồ cảm ơn ha. Ừ. Hai mẹ con này bán lâu chưa? Hả? Bán lâu rồi nè, em cứ ấy mà em. Nhưng mà nào giờ chị đâu có thấy chạy vỏ đâu, ở đây ôi, chị mua ghe hàng không à. Em là gánh con của ông Ba Ghi nè. Vậy? Em có Ba Ghi rồi nào giờ trên kia có gì để bán. Lấy chồng gì trên kia xin ít gì. Ê, cái ông Ba Ghi mà cái ông cao cao mà đen nhà có cái cây sư ghi hả? Đâu phải, ông Ba Ghi thì bị danh ba của em tên Ba Ghi. Ủa vậy hả? Ừ. Ông Ba Ghi, à, gánh ông Ba Ghi hả? Rồi, bên cạnh hỏi Đăng nè. Rồi, ê, chị biết đó. Chị là con bà thứ năm. Bà thứ năm, chị mẹ chị là bà năm gần. Ủa, bà cô năm gần nữa mà. Ờ, bà năm gần. À, cô năm gần. Ủa, đó chị là cái gì? Hả, chị là sao? Con ruột bà. Chị đi sao? Ờ, chị thứ sáu. Ờ, chị thứ sáu. Lúc trước chị ở trên Thế Bình á, mà giờ chị lấy chồng xong rồi chị về đây ở nè. Ủa vậy ha? Ờ. Nên nó có biết đâu. Ủa vậy là em con bác Ba Ghi hả? Ừ. Tính ra là bác Ba Ghi với lại mẹ chị là chị. Ủa, có dòng họ không á? Dòng họ ruột đó. Dòng họ không á? Ờ, nè. Ba Ghi rồi nè, rồi tới Tư Gặt nè, đó. Rồi á thì mẹ chị là tới bà năm gần đó. Chị tính là bà con không là giờ không nhận ra chợ. Ừ, nhưng mà hồi đó giờ chị đâu có gặp em đâu. Ít quá ít có đi. Dạ, em này hả? Ừ, ít mày mới về thôi, giờ hai mẹ con với chồng em mới về. Vậy làm vuông em bán được. Anh chết, anh chết. Ngồi chết. Ủa hai mẹ con hả? Ừ. Ờ, em bán buôn được không? Hả? Khổ lắm chị ơi, buôn bán cái này cái gì cũng thấy kinh tế khó khăn lắm. Ừ. Ê, lên chơi đây con nắng. Phải rồi. Em mới nói là gì, kinh tế khó khăn hả? Ừ, khó lắm. Khó khăn sao em đeo bông kiền giữ thằng ôm vậy? Ôi, tôi quay sắm sửa cho bản thân cái chị. Vậy hả? Ừ. Em là gánh con Ba Ghi. Xong rồi á, em về đây lấy chồng về đây cho. Ê, cái thời mẹ chị nói là cái thời năm mà giải phóng á, là lúc đó là mẹ chị ở trên Bạc Liêu. Rồi xong ở trên mẹ Nam Hải đó. Không? Hả? Có ở trong chồng đó. Con đi toilet chị con. Nãy nó mắc vé. Vậy hả? Cái coi trong giọng á. Mẹ Nam Hải Bạc Liêu nghe. Ờ rồi xong rồi cái mới về đây nè, về dùng biệt thứ này nè. Hồi xưa dùng biệt thứ này á làm không có vui vẻ gì hết trơn á. Xong rồi cái không ai về. Đó. Rồi xong rồi cái mẹ chị ở trên chợn. Rồi xong rồi tới lúc mà đẻ chị ra xong rồi về đây lấy chồng.
lấy chồng xong rồi biết sao không, cái sanh con chứ mình chị đâu có chịu về đâu, ở dưới đây á kiểu mà là không có dư. Lúc trước á hai chồng em mới giá gà hậu phòng á. Ở dưới giá gà hậu phòng hả? Ừ vậy hả? Rồi xong rồi cái mới bán đầu phòng. Bán đầu phòng ở trong nhà thờ Gia Diệp á. Ừ rồi xong rồi. Xong rồi cái thời gian nó không ổn. Ừ. Xong rồi cái mới đi gì đây ừ. Rồi cái xe hai ông nghỉ nghỉ cái gì đây à, hèn gì không gặp phải rồi lâu quá trời có thời gian á, vợ chồng mình lên Bình Dương làm nữa, ngay trong mình có ông cù quá chị thằng Nguyên á, thằng chồng chị bây giờ đi ấy cà phai hôm bữa mới trúng nè. Ừ qua lại em là công ty Nhật Quy á. Ủa làm công ty hả? Công ty Nhật Quy ở Bình Dương mà chị mấy ông cù đó cái gì giá đó. Ủa vậy hả? Vậy là chị làm xa hơn em, chị làm ở trên Mỹ Phước Bến Cát á. Ôi, chứ... gần Đại Nam không? Gần Đại Nam, đúng rồi. Ừ, lại là bên cô nhỏ cháu bên Đại Nam. Ủa vậy hả? Là cái công ty gì ta, công ty gì mà bà là bên giày nè, cái trang chỗ chợ chợ Hoàng Gia nè. À, là công ty giày trên chảnh đó phải không? Ừ, công ty cái gì nè, cái quên nghe công ty giày đó trời, cái trang chỗ cái ngã ba sung sướng á. À, biết rồi, cái công ty gì mà Mỹ Kim gì đúng không? Đó, công ty đó chứ gì, hồi xưa chứ gì mà bây giờ lấy cái tên lại rồi. Là cái tên lại khác, còn công ty thay đổi luôn lên cao lắm á. Nán lấy hai chồng chị làm nhưng mà không biết sao cự lộn, biết cái nết chị mà cự lộn với quản lý rồi xong rồi cái nghỉ đi về giữ gì đó, sao rồi xong rồi cái hai vợ chồng về cái bà cho miếng đất này nè ở đây nè rồi xong rồi cái nhà đây nè đó rồi xong rồi về đây ở tới giờ luôn á, nghỉ làm công ty cũng thời gian trời ơi quê mơ giờ nhắc cái công ty chị nói dài cùng rồi đó cái hai chồng là công ty của mình luôn á, cái cũng làm một thời gian ở miếng cù xong rồi cái bạn của con chồng em á, nó kêu hai chồng về ngã tư Phú Lợi, làm xưởng gỗ, để gỗ bên đó, xong rồi cái làm thời gian cái cực khổ quá tài trai hết trơn, làm ghim gỗ nó có nổi đâu, em với lại em có khớp á, bị khớp, làm ghim gỗ rồi ba cái cao su đồ ghim trời ơi, tao nói nghe cưa hết trơn, cưa sao mà nó xui sao dính vô cái tay gãy hết nó, thế nào ơi vậy hả? Ừ. Ờ, tiếng em cũng cực hơn anh chị nữa ha, đi nhiều lắm, em mà nó nghe nè, bà được mấy bé rồi, nhà. Em hả? Ừ. bốn thằng hả? Không, hai thằng hai nhỏ. À là cái thằng mà đi chứ em. Đúng rồi. Thằng lớn nha. Ừ. Ủa có vợ con gì chưa? Chưa hả? Ừ. Rồi giờ mới đẹp trai quá, chắc giống bà nữa ha. Giống cho em. Vậy đẹp hả? Giống em đẹp mà. Trời ơi. Ê mà chị đừng cái là chị còn là mái không mà. Ừ. Hai đứa toàn là mái không mà, hai đứa nhỏ gái không mà. Dữ gì sao? Ừ. Trời ơi. Thì bởi vậy. Từ đây chị em gặp nhau thì cái vui, gặp quen cái vui vậy sao? Ê, bữa nào rảnh á, bữa nào bán rảnh xong rồi ghé chị cho xong chị làm lẩu cá pha cho ăn. Đây nè, nói thôi chứ nãy chị mua dừa này nè. Đó chị nấu lẩu cá phai nè. Ôi, ăn gì? Ê, cá phai mà nhúng lẩu ăn hay làm canh mặn ngon mấy thì bởi vậy đó. Cô sẵn rồi mua dầu ăn rồi ốp cá phai rồi xong rồi chặt hai trái dừa ra. Đó làm lẩu giấm. Trời đã vậy trời. Thôi về rồi con ơi. Ê, vậy coi á. Coi có cù nèo với lại cà tím không? Đấy chị mớ luôn đi. Rồi xong rồi chị nhúng lẩu luôn. Được không? Ừ. Rồi, thôi về. Đấy mớ đi rồi. Ôi, tôi nghe. Bụng quá mày. Rồi, đâu rồi, cái xuồng đâu rồi? Cái xuồng đâu rồi? Rồi, ôi nãy mày không cột dây hả? Trời ơi, bên kia kìa. Trời ơi, là trời. Lắc cái đâu vậy? Ôi, hồi nãy không cột dây hả? Trời ơi, kia kìa ông ơi. Là trời, ngồi giờ sao trời? Trời, nãy mẹ cột dây mà. Mẹ có cột đâu? Rồi, mẹ cột gọi nhưng mà nhớ cột gọi mà. Trời ơi, hai mẹ con mày ngồi đây cửa lộn hoài đi, nó chạy ra ngoài cửa biển đó. Đi. Bây giờ bọc cái đường trước đi, nhanh đi. Trời ơi, hai mẹ con tâm hắc tâm hơn cái gì? Ăn 50, dây vừa 20, 20. Đi ra ngoài vớt cái chiếc xuồng đi rồi quay lại tao trả tiền cho bà nội ơi. Đi hồi nó chạy ra cửa biển bây giờ nè. Mảnh thằng đi đụng ơi, hai mẹ con tâm hắc tâm hơn thấy sợ vậy đó. Chị. Cái gì vậy? Chị quen ai mà chạy xuồng không? Chở em mà em lấy xuồng vô nó trôi ra tới cửa biển quay rồi. Cái gì ra tới cửa biển luôn hả? Ừ. Trời đất, khả năng đụng hồi nãy chị đã nói rồi sao không cột dây kỹ lưỡng vậy, bây giờ làm sao giờ? Ai mà biết đâu giờ sao nữa. Từ mày đừng có làm tao quán, họ tao biết đường. Bây giờ nè, bây giờ chịu khó lội lên trên kia đi rồi bắt đầu chị kêu cái chiếc ghe cào biển đó rồi chạy em ra ngoài được không? Được. Rồi, nhanh đi. Bà nội nó rớt vàng bây giờ. Trời ơi. Bỏ mẹ đi vàng giả luôn. Lấy đi lại. Không phải vàng thiệt hả? Trời ơi.